Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nguyên Ura Vlog nha. Hôm nay gia đình mình đi câu cá, mà tại đang cái lúc quay này nè, mình quên mình mở nhạc lên, cho nên bây giờ mình không có dám để cái nhạc của cái video này cho mọi người nha. Mọi người cùng đi với mình nha. Đây mình tới chỗ rồi nha cả nhà ơi. Hello mọi người nha, hôm nay nhà mình đi câu cá. Đi ra ngoài bờ sông câu cá nè. Ở đây mình có 1, 2, 3, 4, 4 cái cần câu. Hey. Rachel, are you getting married to the fish? Nổ, con nói tầm bậy không à. Ê, Rachel được con rồi nè, đã quá nè. Oh my gosh. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Cả nhà đi câu cá vui quá mọi người ơi. Vô vô vô. Wow. Đừng con nữa gà, đừng con. Đừng con nữa. I'll name her. I'll name it. Đó. Đào. Name gì? Tên con muốn đặt tên gì? Kyle, who do you want to name him? Wow. Mới vừa xuống được 4 con liền cả nhà ơi. Vui quá. Here mommy. Đâu má mẹ uống đâu, con uống đây. Má mẹ con nói chạy. Ngồi chờ cá còn hơn là chờ người yêu. Mommy, look. Em đâu rồi? Má mẹ coi nè. Má mẹ con ngồi trong ngồi đợi cá rồi, như đợi người yêu vậy á. Má mẹ. Câu cá mọi người ơi. Come on, get the fish. Qua bên đây. We're gonna go this side. Ở đây. Chỗ câu cá rất là lý tưởng luôn giờ này. Má mẹ cầm cá cho con. Con thích cái đó giùm má mẹ đi, má mẹ cầm cá nè. Giờ này 8 giờ tối rồi mà. Đây. Má mẹ cầm đó. Ồ, có con vịt nữa nè. Tối rồi, thôi đi về thôi. Ở đây mình được mấy con cá ra trong đây nè nha mọi người, 4 con. Đi qua cầu. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của em nha. Bye bye, tạm biệt mọi người.